Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Minh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai quý vị ơi. Đó, có tại cạnh ha, cạnh điều rang này. Đế thì cụ đế luôn ha. Đó. Đây, dạ. Dạ em chào anh Tuấn ạ. Em chào cô chú anh chị đam mê mai vàng trên mọi miền đất nước ạ. Bữa nay em cũng tiếp tục lên một số phô mai tàn và phô mai ạ. Giao lưu với cô chú anh chị ạ. Chúc cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ, bắt đầu em vô mã số 1 ạ. Rồi hình thức là vẫn là bao ship toàn quốc. Hình thức của bên shop em là vẫn là bao sóc bao ship toàn quốc ạ. Rồi. Giờ cây đầu tiên của clip là mã số mã số 30 ha. Rồi, mã số chiều cao là 95. Quần thân là 17 ạ. Rồi, 17 quanh, tay cành đều rang ha. Nghe đoạn tay cành nè. Đó. À, còn cụ đế đây rồi quý vị. Dạ đế nơm. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Mã 30 này giao lưu 450 ạ. À. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Tiếp tục mã số 31 ạ. À. Rồi, 31. Chiều cao luôn. Chiều cao là 1m05. Quần thân là 17 ạ. Rồi. Rồi, xương cành luôn nha quý vị. Cành đều cành đều nhiều ạ. Rồi, để luôn. Để tứ diện luôn ạ. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Dạ, mã số 31 là giao lưu 350 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 350. Tiếp tục mã số 32 ạ. Rồi, 32. Chiều cao là 1m30 ạ. Rồi, 1m3. Hoành thân là 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Cũng đều ha. Chi cành đều ạ. Rồi, củ đế luôn. Đế là một khối luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã số 32 này giao lưu 408 ạ. 408. Rồi, xuống cây luôn. Tục luôn. Mã số 33. 3. Lùng lực. Cây lùng lực luôn. Chiều cao là 95. Hình thân đo mị trên đó của chị. Là 21,5 ạ. À, đó, đó ha. Dạ. Đây có cái củ đế. Củ rất đặc luôn. Củ đế nôm này rồi quý vị. Đo là cái củ này nè. Củ ha. Củ này là 48 luôn ạ. Củ nở ha. Củ nở. Phần đặc kẹo luôn. Đặc kẹo này luôn. Củ nạc luôn ha. Rồi, giao lưu như đây. Mã số 33 này giao lưu 900 ạ. Rồi, xuống cây luôn. 900. Rồi, tiếp tục mình lên 34. Mã số 34. Chiều cao là 1m ạ. Rồi. Quần thân là 27. Rồi, xây xây luôn. Quần thân là 27. 27 quá. Rồi, thân cành rất đều và lực luôn ạ. Rồi, để quý vị. Để cộng bự không ạ. Chẳng ha, cộng lực không ạ. Rồi, cho luôn nhiêu đây anh? Mã 34 này giao lưu 1 triệu 3. Rồi, 1 triệu 3 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. 35. Tiếp tục 35 ạ. Chiều cao là 95. Hoành thân 19 ạ. Rồi, 19 hoành. Một cây trực lắc ạ. Nó có một vít lũa ở đây mà đang lành. Có cái sẹo bên đó ha. Dạ, sẹo bên đây đang lành. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã 35 này giao lưu 300 ngàn ạ. Rồi, xuống cây luôn, 300. Rồi, tiếp tục luôn, 36 luôn. Mã số 36. Chiều cao là 60. Hoành thân là 18 ạ. Rồi.
cho một đống đá cụ đế luôn rồi quý vị, như cụ đặt rồi. Giao lưu như anh mã 36 này giao lưu 208 208 rồi cũng cây luôn rồi. Mã số mã số 37 chiều cao là 1m20, hoành thân là 20.5 tính 20 thôi ạ. À. Rồi. Rồi, thân cành quý vị. Đều ha, thấp thân hơi cao thôi. À, quý vị thích thì mình chốt ha. Rồi, để luôn. Để cộng rất lực, bự bự không? Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Mã 37 này giao lưu là 550 ạ. 550. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã 38. 38. Một cây trực lắc. Chiều cao là 1m. Hoành thân là 24 ạ. Rồi, 24. Cây trực lắc chi cành rất đều. Cành đều rang ha. Rồi để đây rồi, quý vị. Để cộng lực bự không? Rồi giao lưu như đây. Mã 38 này giao lưu 900.000 ạ. 900 ha. Rồi cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 39 ạ. Chiều cao là 50. Hoành thân là 23. Rồi. Một cây trực lát chia cành rất bự, lực. Năm tay cành chia đều. Rồi, để luôn. Để có một khối luôn. Rồi, mình giao lưu như anh. Mã 39 giao lưu 600.000 ạ. 600. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục. 40 luôn. Số 40 nha quý vị. Chiều cao là 1m23. Hoành thân là 26 hoành. Rồi. Đây xương cành luôn á quý vị, hoành 26 luôn nha. Xương cành bự lực không? Rồi để luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây? Mã số 39 này giao lưu 1.1 triệu à. Rồi 1.1 triệu. Mã số 40 chứ phải không? Số 40. 40 nhưng quý vị. 40 cô chú anh chị. Rồi mã số tiếp theo 41. Mã số 41. Có ai rinh lại sẵn sẵn không? Chiều cao là 1m22. Rồi. Hoành thân là 27. 27 hoành, một em trực, tay cành đều ha. Vậy cũng nghĩ kỹ thân cành đó nè. Đó. Cành bự bự không ha. Rồi cái củ đế này rồi quý vị. Nguyên một khối đặc luôn ạ. Rồi mình giao lưu nhiêu đây anh? Mã 41 giao lưu 1.3 triệu. Rồi 1.3 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Mã số 42. Rồi 42 đây. Chiều cao là 1m1. Hoành thân 19 ạ. Rồi 19 hoành. Rồi thân cành quý vị. Mình cũng gần ha. Rồi, mình săn 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 gần. Để luôn đây. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã 42 này giao lưu 450 ạ. Rồi, 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 43. 43, hơi bự. Ôi da. Chiều cao là 1m4.
Rồi. Mình thân là 28. 28 hoành luôn. Mình 28 ha, tay cành đây quý vị không nghĩ kỹ tay cành này ha. Rồi mình xuống đế nha quý vị. Nguyên một khối đặc luôn. À, một khối bình chản nè. Rồi giao lưu nhiêu anh? Mã 43 này giao lưu 1.900.000 á. Rồi 1.900.000 ha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo luôn. Mã 44. 44 luôn. Chiều cao là 1m25. Rồi. Hoành thân là 26. Rồi, 26 hoành. Rồi, quý vị không nghe thân cành trước ha. Rồi, mình xuống đế nha quý vị. Rồi, đế đây. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mã 44 này giao lưu 1.600.000 à. Rồi, 1.600.000 ha. Rồi, cái cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn, 45. Mã 45. Chiều cao là 1m. Hoành thân là 25.5 tính 25. Rồi, 25 hoành. Rồi, thân cành luôn quý vị. Không đều ha. Cái co lắc nè. Đế nguyên một khối luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã 45 mà giao lưu 700 ngàn ạ. Rồi, 700 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên 46 luôn. 46. Đế nôm còng to luôn. Chiều cao là 1m5. Bình thân là 26. Rồi, 26 hoành. Không biết kỹ thân cành ha. Đây, thân cành đây nó được lắc à. Để nôm cộng bự không ha. Cộng nó chản chản không. Mấy chú ở đời á hả? Rồi, giao lưu như đây. Mã 46 giao lưu 1.300.000. Rồi, 1.300.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 47 luôn. 47. Chiều cao là 1m4. Hoành thân là 29 hoành. Rồi, hoành 29 luôn. Đây, thân cành luôn. Rồi, để luôn rồi quý vị. Câu cá đây, câu cá đây. Thế còn bự, thân nó găng guốc không? Rồi, giao luôn nhiêu anh? Mã 47 này giao luôn 1.100.000 à. Rồi, 1.100.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên 48. Mã 48. Chiều cao là 60. Mình thân là 20. Phủ đế luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Mã 48 này giao lưu 280.000 à. Rồi, 280. Rồi, tiếp tục lên 49 luôn. Mã 49. Chiều cao là 1m5 ạ. Hoành thân là 24. Rồi, 24 hoành. Tại cành đều rang ha. Hãy subscribe.
Rồi để luôn à, quý vị. Rồi giá luôn nhiêu đen? Mã 49 này giá luôn 650 á. Rồi xuống cây luôn, 650. Rồi tiếp tục luôn, con này bự nè. Nặng nha. Để phụ lên mới được. Rồi. Chỉnh cái cây lên cho nó đứng lên nha. Rồi mã số này là 50. 50. Qua nè. Đạp đạp nó lên dưới. Rồi. Cao này tính 1,5 m. Rồi tầm 1,5 m. Bình thân là 33. Rồi, có cái cũ đó, cái cũ luôn anh. Cái cũ nạc bự quá nè. Cũ nạc là 58 á. Rồi, cũ nạc 58, gần 60 luôn ha. Thân cành quý vị cũng nhớ kỹ thân cành ha. À, mấy này là shop đã tỉa chét hết rồi, cô chú về chỉ có trồng xuống thôi ạ. À. Tỉa rất sạch ạ. À. Rồi xuống cụ đế ha. Nguyên khối đế rất bự như cái hồ lô. Là 58 nè. Rồi cụ đế ha. Rồi giá luôn nhiêu anh? Mã 50 này giao lưu là 3,5 triệu ạ. À. Rồi xuống cây luôn. À, 3,5 triệu. Hai người nổi. Rồi lên 51 luôn. Tầm cao luôn. Hai cành đều luôn ha. Chật cả chật. Bạn xây nó nghiêng á. Cao này 1,5 m á, hơn 1,5 m, tính 1,5 m. Rồi cái hoành luôn. Cái hoành là 29 hoành. 29 ha. Vừa xây vừa dịnh nha anh. Cái hoành quay nó hơi bị nghiêng ha. Rồi trong trên cho cái hoành quay nghe. Rồi quý vị ngắm nghe kỹ thân cành luôn. Cành đều đây ha. Rồi xuống cái củ đế cái quý vị. Như một khối đế đặc. Rồi vô luôn nhiêu anh? Mã 51 giao luôn 1,6 triệu ạ. Rồi 1,6 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi em bự luôn. 52. 52 này là một cây trực lắc. Rồi chiều cao em nó. Chiều cao là 1,5 m. Có hơn ạ. À. 1,5 m đi ha. Bình thân là 28 mình. Rồi, 28 hoành. Thân cành đều nè. Thân cành quá đều luôn ạ. Vì cô chú anh chị trồng cho một năm là ra nguyên một cái tàn thông rất đẹp. Rồi, mình vô củ đế luôn nha quý vị. Rồi, củ đế đây. Chân trống chân chịu rồi có hết luôn cô chứ gì. Rồi, mình giao lưu nhiêu đây? Mã 52 này giao lưu là 1,7 triệu ạ. Rồi, xuống cây luôn, 1,7 triệu. Hai người xuống mới nổi cây này ha. Rồi, tiếp theo luôn. 53 luôn. Rồi, chiều cao em nó. Cao nữa. 1,5 m vậy, tính 1,5 m vậy. Thước hết tới rồi. Tầm 1,5 m. Hoành là 29,5 m, tính 29 rồi. Cụ đế luôn, 29 hoành. Cụ nở. Rồi, thân cành luôn đây rồi quý vị. Rồi, mình giao lưu nhiêu đây anh? Mã 53 này giao lưu 1,9 triệu ạ. Rồi, 1,9 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Nó quay cho cô chú anh chị vận chuyển, nó bị rớt da đây. Trầy da ha. Nó trầy một nhanh đó. Rồi.
Đầm leo 54 luôn nha quý vị ơi. Cái đoạn cuối cuối này cây bự bự không ha, tàn đều không. Mình chiều cao chắc 1m6. Rồi, 1m6 ha. Cành cũng đều. Mình thân là 27 của anh. Rồi, 27. To mì trên. Vì không nghe cụ đế ha. Như một cụ đặc luôn. Rồi, tiếp dòng nữa quý vị ngắm nghe kỹ nha. Rồi, thân cành luôn đây quý vị. Thân cành. À, đều lên tới cái đỉnh thành luôn này quý vị. Rồi mình giao luôn nhiêu đây anh? Mã 54 này giao luôn 1,6 triệu á. Rồi xuống cây luôn 1,6 triệu. Rồi lên 55 luôn. Chỉnh cây cho đứng lên cái ha. À, mấy anh đây nè. Tạm tạm vậy nha quý vị. Cao nè ha. Cao này 1,5m có hơn nha cô chú anh chị. Hơn 1,5m chắc luôn ha. Thân cành cũng đều nè. Mình thân đo mì trên là 28 quạt. Rồi đó đó 28. Đó. Rồi. Cụ đế luôn. Đế lực 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 đều nè. Đế lực đều. Nôm nữa cô chú anh chị. Như một khối luôn. Này như lúc nó vận chuyển ở trên nó có nó có trầy một chút da đây. Da nhỏ đó. Dạ, dưới ở đây. Rồi là tép một miếng da đây. Rồi, thân cành luôn nha quý vị. Cũng đều ha. Rồi mình giao lưu nhiêu đây? Mã 55 này là giao lưu 1,7 triệu á. Rồi, 1,7 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn. Em trực để nôm tay cành đều luôn. Rồi, rồi tiếp theo luôn 16. Chiều cao là 1m25. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành là 31 hoành. Rồi, đó đó 31 trên. Tính lên 30 ha. 30 đi, 30 hoành đi. 30. Đó. Có củ nở luôn nè. Gốc rất nở. Để đều hay tứ diện luôn ha. Cộng bự luôn. Rồi thân cành luôn nha quý vị. Thân cành ha. Rồi giao luôn nhiêu anh? Mã 56 này giao luôn 1,8 triệu á. Rồi 1,8 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 57 luôn quý vị ơi. Này lắc lắc tay cành cũng đều nè ha. Chiều cao là 1m19 nè. Rồi. Hoành thân là 22 à. Rồi, 22 hoành. Rồi, thân cành luôn. Một cây bẻ rất quái à, chi cành rất đều luôn. Rồi, đế luôn. Đế cộng lực bự. Này cũng được chỉnh sửa từ nhỏ ha nè. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Mã 57 này giao luôn 1,8 triệu á. Rồi, 1,8 triệu. Gì? 1,8 triệu thiệt hả? Ừ. 1,8 triệu hả? Hay là có nhầm giá cái này không đây? Không, không, 1,6 triệu á. Dạ, 1,6 triệu. Mã 57 này giao luôn 1,6 triệu của chú chị. Rồi, ok. Rồi, mã 6 tiếp theo luôn. Mã 59 là cũng là mã cuối clip luôn ạ. Rồi. Chiều cao là 1m, 1m1 vậy ạ. Rồi. Hoành là 23 hoành. Rồi, 23. Rồi, thân cành luôn nha quý vị, một em trực nè, tay cành nè. Cành cũng ngang ngang, tay cành bự ha. Rồi, đế luôn. Đế nôm mà phân bố tứ diện luôn ạ. Phân bố đều luôn nè ha. Rồi mình giao lưu nhiêu đây?
Mã 58 này là giao lưu 750 à. 750 ha. Dạ lời muốn nói quý vị không anh Minh? Dạ cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ clip trước à. Dạ xin cô chú anh chị là ủng hộ cho shop đây có nhiều nhân vật có động lực để có nhiều động lực để kiếm những cây đẹp về rẻ mà giao lưu với cô chú anh chị ạ. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.